Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự giải thoát. Mục đích của sự giải thoát là gì? Các nghi thức giải thoát có ý nghĩa xua đuổi tà ma, giúp mọi người vượt qua những hành vi, cảm giác và trải nghiệm tiêu cực. Định nghĩa của Kinh Thánh về sự giải thoát là gì? Thứ nhất, hành động. Giao ai đó hoặc một cái gì đó, trạng thái được giao đặc biệt là giải phóng, giải cứu. Thứ hai, một cái gì đó được đưa ra đặc biệt, một ý kiến hoặc quyết định, chẳng hạn như phán quyết của bồi thẩm đoàn để thể hiện công khai. Cầu nguyện giải thoát là gì? Trong bối cảnh này, việc cầu khẩn dòng máu của Thiên Chúa là lời kêu gọi của Chúa Giêsu can thiệp đặc biệt thay mặt cho cá nhân bị chiếm hữu. Người thực hiện việc giải cứu có thể chạm vào những người bị chiếm hữu hoặc sức dầu bằng nước. Nó có ý nghĩa gì về được giải thoát? Nếu bạn hứa sẽ nhận được điểm A và sau đó bạn thực hiện, bạn đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Những người tôn giáo yêu cầu Chúa giải thoát họ khỏi tội lỗi. Các chính trị gia thường phải đưa ra, có nghĩa là cho phát biểu hoặc chỉ là về mọi trường hợp cung cấp đề cập đến một cái gì đó tích cực, đó là được di chuyển, đáp ứng, giải cứu hoặc thực hiện. Mục đích của sự giải thoát là gì? Các nghi thức giải thoát có ý nghĩa xua đuổi tà ma, giúp mọi người vượt qua những hành vi, cảm giác và trải nghiệm tiêu cực. Nguồn gốc của sự giải thoát từ Latin là gì? Các từ bắt nguồn từ Latin, deprecare, nghĩa là để cầu nguyện cho mọi sự giải thoát khỏi một cái gì đó xấu xa hoặc từ một tai họa. Cô ta ra lệnh cho họ nằm xuống bãi cỏ cao, ẩm ướt, và tại đây cô cầu nguyện lần nữa và chờ đợi được giải cứu. Không có ý có nghĩa là gì? Đặc trưng bởi sự cân nhắc hoặc cân nhắc thận trọng, cẩn thận hoặc chậm trong việc quyết định, di chuyển ra khỏi thành phố và tất cả các lợi thế của nó, đòi hỏi một quyết định có chủ ý, nhàn nhã và ổn định trong chuyển động hoặc hành động, chậm và thậm chí di chuyển với một bước có chủ ý. Ý nghĩa của bộ phim Giải thoát là gì? Giải thoát là về những người đàn ông cảm thấy yếu đuối xung quanh những người đàn ông khác, bất kể địa vị xã hội hay khu vực. Nhưng đó cũng là về sự tự do mà đàn ông được ban tặng. Và hai cảnh mà Deliverance nổi tiếng nhất là diễn ra hoàn toàn khác với những gì bạn có thể nhớ. Kinh Thánh nói gì về sự giải thoát? Thiên sứ của Đức Chúa đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài. Nhưng sự cứu rỗi của người công chính là của Chúa. Người là sức mạnh của họ khi gặp khó khăn, và Chúa sẽ giúp họ giải thoát họ. Người sẽ giải thoát họ khỏi kẻ khác và cứu họ vì họ tin vào Người. Làm thế nào để bạn cầu nguyện cho sự áp lực, áp bức? Lạy Chúa, con đặt trước Chúa sự yếu đuối của con, sự bất lực của con và lòng tự trọng nhỏ bé mà mọi người dành cho con. Ôi Thiên Chúa nhân hậu nhất, bạn là Chúa của những kẻ bị áp bức và bạn hoặc của chúng ta. Bạn sẽ giao phó cho ai đối với mọi người là sự đối xử với bạn. Điều gì định nghĩa chiến tranh tâm linh? Chiến tranh tâm linh là khái niệm Kitô giáo chiến đấu chống lại công việc của các thế lực xấu xa tự nhiên. Nó dựa trên niềm tin trong Kinh Thánh về các linh hồn xấu xa hay ác quỷ được cho là can thiệp vào công việc của con người thiếu theo nhiều cách khác nhau. Lá sắn của Thiên Chúa là gì? Xét về các bộ phận của giáp của Thiên Chúa, các mảnh khác nhau, vành đai của sự thật, áo giáp của sự công bình, đôi giày của phúc âm của sự bình an, lá chắn của đức tin, mũ của sự cứu rỗi và thân gương của Thánh Linh, tương quan với những gì Paul đã chứng kiến tận mắt là vũ khí và áo giáp của La Mã. Làm thế nào để bạn sử dụng giao hàng trong một câu? Thứ nhất, sự giải thoát này là những gì bí ẩn đã hứa.
Thứ hai, các sĩ quan Assyria đã được đặt vào đất liền, và vì thế Juda đã được sự giải thoát của mình với chi phí của Israel. Thứ ba, những lời tiên tri của Đấng Messiah, tiên tri về đức tin và sự giải thoát, đã được định sẵn để vang dội qua tất cả các thế kỷ tiếp theo. Điểm giải thoát là gì? Giải thoát là về những người đàn ông cảm thấy yếu đuối xung quanh những người đàn ông khác, bất kể địa vị xã hội hay khu vực, nhưng đó cũng là về sự tự do mà đàn ông được ban tặng. Sự đối nghịch của sự giải thoát là gì? Đối diện với sự giải thoát khỏi tội lỗi và hậu quả của nó: chết tiệt, sự phá hủy, sự sụp lên án. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.